Hôm nay xin giới thiệu món tôm tôm ở hồ rang tôm đồng rang chua cay. Đây này, con tôm này. Đấy, con tôm mỗi con tôm kích thước mà nó còn có màu đen. Đấy, đây con tôm hồ, nó khác. Đấy. Đây đang cho vào chiên dầu đó. Đấy, chuẩn bị ớt này, đây là ớt đang chiên đấy. Rất là ngon nhá, tôm to, tôm này ăn cực ngon luôn, tôm cực ngon mà tôm sạch luôn. Món tôm này thường muốn ngon được thì phải rang lại khoảng 1-2 lần thì nó sẽ con tôm nó sẽ bùi thơm. Đấy này này, tôm đánh lờ cho nên là nó có cả con bóng này, có con bóng này. Đây là tôm đánh lờ, tôm đặt lờ đặt đó ở hồ đó. Nên nó cũng có con bóng này, nên là đấy mới là tôm xịn sạch ăn ngon. Rang cho cái cách kiểu cách dân dã, rang kiểu cách dân dã xưa. Cái tìm có tôm, ngon không? Quá ngon luôn. Này, đấy, tôm cách kiểu, đấy, tuyệt vời luôn. Đấy. Chết nha, cho thêm một cái mắm chết vào. Thơm quá, cho cái mắm chết vào rất là thơm. Đấy. Cần ăn rồi thì cho ớt vào nha. Và đã ớt ngon quá, khói này là sẽ cay mắt đấy, khói rất là cay. Hôm nay có mấy hút mùi hút khói. Ô, ngon rồi. Ấy, chín rồi này, mà con nhìn ngon không? Những cái con tôm này mà nướng rơm nhá, ngon tuyệt vời luôn. Tẩm nước trong đường cho lên đường đấy, ăn cực kỳ tốn cơm. Rang nó cháy cháy rồi cho nên nó cũng ngon đấy. Các bạn lưu ý khi các bạn mua tôm là cứ nó lẫn này là tôm ngon này. Rồi. Các bạn xem video xong nhớ ấn vào nút đăng ký và chuông để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn.